Vâng, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn trên channel của Mạnh Bonsai. Giới thiệu với cả quý vị và các bạn, đây là tác phẩm Thiên Trụ. Tác phẩm này chuẩn bị được anh Dũng cho đi vào trong Thanh Hóa, tham dự cái triển lãm sinh vật cảnh của thành phố Thanh Hóa. Và tác phẩm này cũng vừa được anh Tuấn Anh sửa sang lại để chuẩn bị mang đi chơi. Tôi lại làm cái video này, tôi quay cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng cái tác phẩm Thiên Trụ này. Hôm nay tiết trời mùa thu trong xanh, trời rất là đẹp, nắng đẹp, nên là quý vị và các bạn chắc chắn là xem sẽ rất là rõ nét đấy. Đấy, quay chậm chậm cho quý vị nhìn, quý vị xem. Em thấy cây này bây giờ như kiểu nó béo lên ấy. Anh Tuấn Anh ạ, ông Dũng ông ấy cho ăn công nghiệp nhiều quá hay gì. Thiên Trụ, một cây xanh dáng trực và vẫn được trồng trên cái bể cổ ba cái đĩa đời nhà Thanh. Trước anh ấy có cái bể đá như là bán đi mất rồi. Thèm tiền, bán bể đá đi rồi. Quý vị thấy trời trong xanh đẹp không? Xanh ngắt, cây Thiên Trụ nhìn nổi cộm luôn. Đợt vừa rồi là anh Tuấn Anh trồng lại. Trồng lại nên anh cho nổi lên. Anh cho nổi cao lên khoảng 3-4 phân. Nên là nhìn nó càng rõ. Đấy, đứng ở mặt này nhìn này, quý vị có thể thấy này, quá là nét, nét con mò nẹt luôn. Rồi đây quý vị nhìn bộ chân bệ này. Thì nó mảnh quay từ dưới lên ấy. Đấy, quay từ dưới lên rồi. Cho khán giả nhìn gì. Vâng. Rất giống như cái cây cổ thụ ở. Vâng rồi, ok. Theo lời anh Tuấn Anh nói thì anh bảo là tí nữa sẽ quay từ dưới lên để cho quý vị và các bạn xem. Ok. Thì theo ý kiến đó thì tôi sẽ quay cho mọi người được thấy. Đấy, quý vị nhìn cái bộ bệ thân. Úi dồi ôi, cực phê luôn. Đi một vòng xung quanh đã. Thật sự luôn là tôi quay cái tác phẩm này tôi cũng thấy thích. Quay đi quay lại cũng thấy sướng. Rồi, đây nhá, bây giờ tôi sẽ quay từ dưới lên cho quý vị nhìn này. Đó. Đấy, quý vị thấy chưa? Đây, từ dưới lên. Nền trời xanh nên nhìn cực đẹp luôn, cây rất là sáng rõ. Vâng. À.
Đấy, quý vị thấy chưa? Tại vì ngồi quay đó mà di chuyển hơi khó khăn. Mong quý vị thông cảm một chút, nhưng mà nhìn thấy rất là tuyệt vời nhá. Đấy. Đằng này nó bị ngược sáng, chỗ kia có mặt trời nên là nó hơi tối. Đấy, tôi vừa mới quay cho quý vị và các bạn một vòng từ dưới lên. Ngóc từ dưới lên. Đây là cái phần bông tán chi dăm. Em Tuấn Anh vừa mới làm xong sáng nay đấy. Giá mà nó đạt thấp xuống thì quay được cho quý vị từ trên xuống. Đó. Đó. Không cầm gậy đi. Tác nghiệp đấy, thiếu một chút. Quá tuyệt vời đúng không mọi người? Đẳng cấp là đây, đẳng cấp, đẳng cấp, đẳng cấp và là mãi mãi. Rồi, ok. Đi mấy vòng liền rồi. Giờ tôi xin phép dừng cái video ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Mạnh Bonsai trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Quý vị nhớ nhấn vào cái nút đăng ký và tích vào quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất.